Vâng, xin chào tất cả quý anh chị nha. Hôm nay giới thiệu đến quý anh chị căn nhà một trệt một lầu ở đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nha các anh chị. Thì diện tích căn nhà này là 4 x 11, đường hẻm xe hơi, ô tô tận nhà các anh chị ạ. Thì nhà này có hai phòng ngủ, hai bếp xe, nhà này đọng vào ở ngay luôn ngang ngang các chị nha. Nhà này sổ hồng hoàn công bài bản luôn, nhà được xây dựng khá là kiên cố, chắc chắn các anh chị. Đây là một số hình ảnh em không đi quay được nên là chị cho anh gửi đến quý anh chị một số hình ảnh thôi. Anh chị nào mà quan tâm thì mình đi xem nhà thực tế nha. Giá căn này là 3 tỷ 750 triệu các anh chị. Nhà đường hẻm xe hơi, chỗ ôm riêng hoàn công. Diện tích là 4 x 11 các chị ạ. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình ha. Và chi tiết căn nhà thì mời quý anh chị mình xem phần mô tả video này nha. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em các anh chị nhé. Em cảm ơn tất cả quý anh chị đã thời gian qua đã theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ kênh Bất Động Sản Tiến Vlog nha. Và bên em thì chuyên đăng những cái sản phẩm có thật, việc thật các anh chị ạ. Giá thật luôn nha. Thì anh chị nào mình cứ quan tâm thì cứ liên hệ em dẫn mình xem nhà. Và đăng ký kênh để ủng hộ em cũng như cập nhật video mới các anh chị nhé. Em cảm ơn rất nhiều và rất nhiều xin cảm ơn quý chị.